Hàng chục ngàn người biểu tình đổ xuống đường phố Hồng Kông hôm 1 tháng 7, ngày thành phố kỷ niệm 19 năm chuyển giao từ Anh sang Trung Quốc. Đám đông khổng lồ đã phản đối việc trao nhiệm kỳ thứ hai của chức đặc khu trưởng của Hồng Kông cho ông Lương Trấn Anh và phản đối tình trạng quyền tự chủ của Hồng Kông bị xói mòn. Quyền tự chủ của Hồng Kông đã trở thành một vấn đề lớn sau vụ 5 người bán sách ở đây bị chính quyền đại lục bắt và giam giữ ở Trung Quốc trong nhiều tháng. Một trong 5 người, ông Lâm Vinh Cơ, mới đây đã cố gắng trở về Hồng Kông, mô tả 7 tháng ông bị biệt giam và thẩm vấn là cuộc tra tấn tinh thần. Đã có dự định đưa ông dẫn đầu cuộc tuần hành, nhưng sau đó ông rút lui, nói rằng ông lo sợ về sự an toàn của mình. Luật sư của ông nói, ông ấy nói ông nhận thấy bị những người lạ theo dõi trong 2 ngày qua. Ông ngày càng lo ngại về sự an toàn của mình. Vì vậy, ông quyết định không đến ngày hôm nay khi ông cảm thấy rằng không an tâm tham dự cuộc tuần hành này. Trong khi hàng ngàn người tuần hành, gần 1.000 cư dân Hồng Kông khác, ông Lương và các quan chức trong chính quyền đã dự lễ chào cờ tại quảng trường Bohemia Garden sáng sớm 1 tháng 7. Nhiều người dân phản đối sự giám hộ của chính phủ Trung Quốc và tin rằng ông Lương là người chịu ơn Bắc Kinh. Theo khảo sát ý kiến công chúng gần đây nhất, ông chỉ được tỷ lệ ủng hộ là 19%. Tại lễ chào cờ, đặc khu trưởng Lương nói, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chính sách của một đất nước hai hệ thống, người dân Hồng Kông cai quản Hồng Kông và một mức độ tự trị cao phù hợp với luật cơ bản. Ông cũng nói chính quyền sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế và cải thiện đời sống của cư dân.